Xin chào đại gia đình mình nha. Thì hôm nay Duyên sẽ giảm giá đặc biệt mấy mẫu này, sẽ giảm 500.000 một mẫu. Duy nhất là bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ giờ này á, thì cho đến là 12 giờ ngày 25 tháng 6 này, thì mấy mẫu này Duyên sẽ bán 3 triệu. Thì giá này là không có bao gồm phí vận chuyển nha. Còn tại vì em chuẩn bị chuyển địa chỉ mới á, cho nên là bán bớt đi để dọn nhà cho nó khỏe. Mẫu này là 4,5 triệu thì giờ em giảm giá còn 4 triệu. Cái này 3,5 triệu còn 3 triệu nha. Cái này, cái màu nâu này, những anh em chọn màu nào thì màu đó nha. Cái màu đỏ, đỏ đô. Đỏ đô rất đẹp nha. Nó mấy cái hàng nu này bữa trước mình bán 8 triệu, bây giờ mình giảm giá 1 triệu còn 7 triệu. Đây, nu đây. Anh em chọn như nào cũng được. Nu đi. Còn nàng tép chu này là bình thường bán 3,5 triệu, giờ em bán 3 triệu. Em giảm giá tại vì em chuyển nhà nghe, nhắc lại nha. Thì hôm nay cho đến từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 6 nha. Thì duy nhất chỉ ngày hôm nay, nhưng mà bình thường thì bà sẽ bán lại giá là 3,5 triệu. Còn cái này, cái đàn này là 5 triệu em bán 4,5 triệu, giảm giá cho anh em mình giảm giá đặc biệt nha. Cái này cũng giá 3 triệu luôn, giảm giá đặc biệt cho anh em mình. Đàn trắng này rất đẹp nha. Đây. Nhà thấy kim tuyến không? Kim sơn như ngoài nhìn rất đẹp ạ. Kim tuyến này rất đẹp. Còn cái ba màu này có lắp tăng âm. Cái này có tăng âm. Thì cây này 4,5 triệu em giảm giá 500 còn 4 triệu. Cây này cũng nhau. Tăng âm 4 triệu. Này 3 triệu. Đây cây màu vàng là 3 triệu nha. Thì đàn được làm bằng gỗ Mỹ hết nha. Đó. Được Mobin là Việt Nam mình gắn, tiếng nó rất là đẹp, rất là sáng, dày tiếng nha. Anh em mình chơi thoải mái, xôn chậu, đặc biệt là đã xử lý nhiễu, xử lý nhiễu anh em mình. Thì đàn được kèm theo là bao da. Đây cái này, cái màu xanh này cũng là 3 triệu. Cái này 3 triệu. Mấy lưu ý nha, em chỉ giảm duy nhất là ngày hôm nay cho đến hết 12 giờ trưa mai nha. Anh em nào nhanh tay thì chốt đơn thì có nha. Còn bình thường em sẽ bán cỡ là giá bình thường, em không có giảm giá nữa. Do cái điện thoại em nó bị livestream nó bị phá cho nên là em quay lúc nè, cho nên mình lưu ý nha. Và mấy cái đàn nu thì đàn nu giống nhau. Còn cái nu này có lắp tăng âm thì bán anh em mình giá 7,5 triệu. Cái này lắp tăng âm rồi. Cái này bình thường là giá 9 triệu nha, có lắp tăng âm nè. Thì hôm nay em sẽ bán giá đặc biệt cho nên mình cứ mãi đặc biệt. Sau đó chụp bên chụp hình nữa nhé. Chụp đấy. Ừ, nếu có nhu cầu thì liên hệ với em. Số điện thoại em là 0987994759. Thì tất cả đàn là gỗ Mỹ hết. Có mấy cây này là ốp nu, gỗ Mỹ ốp nu. Tất cả là gỗ Mỹ hết. Đó là khóa dẫn đúc, khóa đúc. Khóa đúc hết nha anh em, cần mây bồ. Anh em nhớ đăng ký và chia sẻ kênh ủng hộ em nha. Đây. Chia sẻ những anh em nào có nhu cầu đến ta mua. Đây, khóa đúc hết nha. Rất đẹp nha. Đây. Thì em có báo giá từ cây cho anh em mình đó. Và duy nhất, em nói lại ngay duy nhất, chỉ là ngày hôm nay rồi tới trưa ngày mai là ngày 25 tháng 6. Tại vì em chuẩn bị em chuyển shop địa chỉ mới, tại vì em sẽ làm một cái cửa hàng lớn hơn, nên là cái gì cái này nó không đủ để chứa đồ, cho nên là em mở rộng thêm á. Em muốn di chuyển cho nó nhẹ xíu, cho nên là thanh lý bớt thì em lấy giá gốc cho anh em mình, thì anh em mình mua lẻ như giá sỉ luôn nha. Lẻ bằng giá sỉ. Đó là anh em mình nhanh tay nha.
nhanh tay để mình mua. Đây hạ này bình thường cây này là 3 triệu, bây giờ em bán cho anh em mình là giá 2 triệu 2 triệu rưỡi luôn nha, giảm 500 nha. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ em nha, rất là nhiều. Này rất là đẹp nha. Thì duy nhất chỉ nhắc lại nha, duy nhất chỉ ngày hôm nay và ngày mai là ngày 25 tháng 6, thì tới trưa ngày mai thì em sẽ kết thúc cái buổi giảm giá và sẽ quay lại giá bình thường. Bình thường là giá mấy cái này là 3 triệu rưỡi, hôm nay thì giảm đặc biệt cho anh em mình, thì anh em nhanh tay lên nha, có nhu cầu thì ủng hộ chia sẻ gấp giùm em nha. Nhắc lại nha, cây này là 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi giảm còn 3 triệu, 4 triệu rưỡi còn 4 triệu, 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi còn 3 triệu hết. Đây này 3 triệu nha, 3 triệu. Còn cái này, hai cây này là 4 triệu, cây này 4 triệu nha. giá gốc nó là 4 triệu rưỡi, em lấy còn 4 triệu nha. Còn mấy cái tép con này cũng giống nhau, tính giá 3 triệu cho nên giá lẻ nhưng bán vẫn bằng giá sỉ nha. Còn nâu này đó, nâu này trước là em bán 8 triệu, giờ em giảm giá cho anh em thẳng 1 triệu đó, bằng giá sỉ luôn là 7 triệu, giá nhập về là 7 triệu em bán lại cho anh em mình 7 triệu luôn. Cái này có lắp tăng âm 7 triệu rưỡi, lắp bộ năng tiếng lên đây luôn 7 triệu rưỡi, thì anh em có nhu cầu thì chốt nhanh nha. Rồi đăng ký kênh và chia sẻ để cập nhật nhiều video mới nha. Rồi, cảm ơn mấy anh em mình đã theo dõi video của Duy, chúc anh em nhiều sức khỏe nha.